Hoàng Cảnh Du, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1992 tại Đan Đông, Liêu Linh, Trung Quốc. Tên tuổi của anh được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thượng Ẩn, Mối Tình Đầu của Thiên Tuế Đại Nhân, Hành Động Phá Băng. Ngay sau đây, hãy cùng mình tìm hiểu những tác phẩm nổi bật nhất của Hoàng Cảnh Du trong năm 2021. Bộ phim Quân Trang Thần Yêu trong vai diễn Lương Mục Trạch. Các hâm mộ sẽ có dịp thưởng thức một tác phẩm khác của Triệu Lệ Dĩnh, Lục Dao Biết Ý Anh Ấy. Đây là một dự án phim thanh xuân vườn trường do Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Cảnh Du đảm nhận vai chính. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cô Ấy Bệnh Không Nhẹ của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời nhân vật Tô Tại Tại và mối tình chung thủy với Chuông Lục Nhượng. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Tô Tại Tại là một cô gái vô cùng lương thiện, đáng yêu, luôn luôn nỗ lực phấn đấu để tiến về phía trước. Đây là hình tượng nhân vật rất phù hợp với Triệu Lệ Dĩnh, tin chắc rằng cô sẽ hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Trong khi đó, Hoàng Cảnh Du sẽ vào vai nam chính Chuông Lục Nhượng, là đàn anh cao ngạo và vô cùng lạnh lùng. Đây là người mà Tô Tại Tại thầm yêu và kiên quyết theo đuổi anh. Cao ngạo là thế, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực tế, Chuông Lục Nhượng là một người luôn rất tự ti và không có lòng tin. Lúc nào anh cũng bị ảnh hưởng bởi hào quang quá lớn của người em trai. Mọi thứ đều thay đổi cho đến khi anh gặp Tô Tại Tại. Sự đáng yêu và lương thiện của cô đã sưởi ấm trái tim anh, giúp anh mở rộng lòng mình và biết phấn đấu tiến về phía trước. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào mùa hè năm 2020 với 40 tập phim. Hy vọng rằng đây sẽ là một tác phẩm thanh xuân ấn tượng và không làm khán giả thất vọng. Bộ phim ngôn tình May Mắn Ba Đời Gặp Được Em trong vai Hầu Tước. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.